7 điểm khác biệt đáng yêu giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, trong số những các bạn đang theo dõi video thì có bao nhiêu bạn đến từ Bắc và bao nhiêu bạn đến từ miền Nam? Hãy thử giơ tay điểm danh nhé! Nói đến đây, chắc một vài bạn đã đoán ra đoán non được chủ đề của video ngày hôm nay là gì rồi. Chuẩn, không cần chỉnh. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng khám phá ra những điểm khác biệt cực lớn mà cũng vô cùng đáng yêu dễ thương giữa hai miền Bắc và Nam mà không phải ai cũng biết. Đây chính là cơ hội để anh em hai miền giao lưu văn hóa với nhau đấy. Top 1 xin nhấn mạnh, đây là một video dễ thương, đáng yêu, chứ không có sự phân biệt vùng miền nào. Tất cả đều là những điểm khác biệt nhưng tạo thành một sự phong phú trong văn hóa của người Việt Nam. Và không nói nhiều nữa, ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình bắt đầu nhé! Phát âm. Chúng ta cứ ngỡ rằng cùng một đất nước thì sẽ giống nhau đúng không? Thực tế là mỗi vùng miền có khi cùng tỉnh mà mỗi nơi đã có sự khác biệt rồi. Và thứ nhận thấy rõ ràng đầu tiên chính là phát âm ngôn ngữ. Đứa nào nhặt đi, lập đi. Còn gì thì làm đi chứ. Ôi trời, nắng nóng này thèm một cốc trà quất quá. Trời ơi, ly trà sắc. Tất nhiên, tiếng Việt mình vẫn là ngôn ngữ chính phủ sống cả Việt Nam chúng ta. Nhưng phát âm, giọng điệu, các cụm từ hay sử dụng ở miền Bắc và miền Nam thì có sự khác nhau rõ rệt. Ở đây có bạn nào miền Nam thì vô xác nhận dùng Top 1 chúng mình. Hoặc bạn nào miền Bắc mà đã từng vô Nam rồi thì cũng xác nhận xem có phải là rất nhiều lần bạn chưa nghe ra nổi người miền Nam đang nói chuyện gì với mình hay không. Và không chỉ chính chủ người Việt, điều này được rất nhiều khách du lịch nước ngoài nhận thấy và được Matthew Pai, cây bút đến từ Canada, quan sát được trong quá trình khám phá mảnh đất hình chữ S. Ai nổi mẹ lắm á, mà tôi đã nổi của nó rồi. Thật ra là ngày đi vào cái dịch giả xứng cao mình. Người miền Bắc và miền Nam sử dụng những từ, cụm từ, ngữ âm khác nhau. Vì vậy đôi khi họ không thể hiểu nhau. Đó là chưa kể có những từ ngữ đồng nghĩa, nhưng mỗi miền lại có cách gọi khác nhau. Nếu bạn là người miền Bắc vào miền Nam du lịch hoặc ngược lại, chắc chắn sẽ gặp nhiều pha bối rối. Ví dụ như miền Bắc gọi là xe khách, còn miền Nam thì sẽ gọi là xe đò. Khi dân bản địa miền Nam nhắc bạn bóp thắng thì tức là bạn cần phải bóp phanh. Hoặc có bạn gái người miền Nam đòi ăn mận thì chàng trai miền Bắc nhớ ra chợ tìm quả roi mà mua, chứ kẻo mua nhầm thì bị dỗi như trời đấy. Đúng là phong ba bão táp cũng phức tạp không hề kém ngữ pháp Việt Nam. Nói vậy thôi chứ nó thể hiện cái sự phong phú của tiếng Việt. Thôi thì đi đến đâu ta lại nhập ra tùy tục đến đó. Và kế tiếp cũng là một điểm khác biệt rất rõ rệt đấy. Tính cách. Điều tiếp theo không thể không nhắc tới đó chính là sự khác biệt trong tính cách của người dân ở từng vùng miền. Anh ở đầu sông em cuối sông nên việc khác biệt về tính cách là điều hiển nhiên không phải bàn cãi nhiều rồi. Người miền Bắc thường được xem là nghiêm túc và kín đáo hơn, giống như một cuốn sách mà bạn phải mở ra từ từ để hiểu nội dung bên trong. Khi gặp nhau, họ có thể nhìn bạn như đang để kiểm tra lý lịch. Và nếu bạn mời họ một bát phở, bạn sẽ thấy nụ cười nở rộ như nắng mùa hè. Trong khi đó, người miền Nam thì lúc nào cũng vui vẻ và cởi mở. Họ có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, thậm chí sẵn sàng mời bạn đi nhậu chỉ sau một vài câu chào hỏi. Người miền Bắc thì suy nghĩ nhiều, có thể phân tích một món ăn đến từng calo. Trong khi người miền Nam chỉ cần thấy ngon miệng là quên hết mọi lý thuyết. Họ sống theo phương châm, sống vui, sống khỏe, không ngại chia sẻ những câu chuyện hài hước từ quá khứ. Còn người miền Bắc, mặc dù nghiêm túc và thích quy tắc, nhưng lại rất ấm áp và chân thành. Thế nên, giữa sự nghiêm túc và sự cởi mở, miền Bắc và miền Nam tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc của văn hóa Việt Nam chúng ta. Các bạn thấy những điều mà Top 1 chúng mình vừa nói có đúng hay không? Nếu đúng thì nhớ để lại một trái tim xuống dưới phần bình luận nhé! Tết cổ truyền. Nói vui thì Tết cổ truyền ở Việt Nam là một cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam, nơi mà bánh chưng với bánh tét thi nhau thách đấu. Ở miền Bắc, mọi người chuẩn bị Tết giống như chuẩn bị cho một kỳ thi lớn vậy. Nào là dọn dẹp nhà cửa, cùng ông công ông táo và nhất định không thể thiếu món bánh chưng thần thánh, cái bánh vuông vắn như một tấm thẻ học sinh. Còn ở miền Nam thì sao? Mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, như một buổi sáng dã ngoại giữa ánh nắng mặt trời. Bánh tét, mứt trái cây và những câu chúc Tết hài hước khiến cho không khí luôn rộn ràng. Người miền Bắc thì thích thăm ông bà tổ tiên với những lễ cúng trang trọng, trong khi người miền Nam thì sẽ kéo nhau đi thăm bạn bè, như thể có một cuộc đua xem ai chúc Tết được nhiều hơn vậy.
Chưa kể, miền Nam còn có phong tục mừng tuổi mà không cần phải đợi đến tuổi trưởng thành. Chỉ cần bạn là bạn của tôi là đã có tiền lì xì rồi. Tết, dù ở miền nào cũng là lúc để mọi người quây quần bên nhau, nhưng sự khác biệt hài hước giữa hai miền luôn khiến chúng ta thêm yêu thương và trân trọng cái Tết truyền thống này. Tự dưng nhắc đến Tết lại thấy muốn nghỉ việc ngang để về quê ăn Tết các bạn ạ. Không chỉ Bắc Nam mà anh em ba miền có chung nỗi niềm này với Top 1 chúng mình thì cũng nhớ để lại bình luận phía dưới cho Top 1 chúng mình biết với nhé. Thời tiết. Chắc chắn rồi, thời tiết khác nhau là cái chắc, rất là rõ ràng. Nếu bạn chưa biết thì để Top 1 chúng mình chỉ ra cho rõ nhé. Đầu tiên phải nhắc tới các mùa. Người miền Bắc ấy, đặc trưng là Hà Nội có đủ 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Còn với người miền Nam thì chỉ có 2 mùa chính thôi, đó là mùa nắng và mùa mưa. Mùa mưa ở Việt Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Còn với người miền Nam, cơn mưa đến rất nhanh với những cơn gió lạnh cảnh báo bạn. Mưa lớn hiếm khi kéo dài hơn vài giờ. Tuy nhiên, tại miền Bắc, trời có thể mưa rả rích cả ngày lẫn đêm, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Thế nên ai đi du lịch thì cần để ý. Ví dụ như Top 1 nghe các bạn ở Sài Gòn có nói là thời tiết trong đó hài lắm, có khi đang nắng, bỗng nhiên mưa ào cái rồi lại tạnh. Nên điều này cũng khiến cho du lịch trong nước và quốc tế đều bất ngờ. Với ai không quen thì còn dễ bị ốm nữa. Tiếp đến đó là mùa khô ở hai miền. Với miền Nam luôn nóng và nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 20 độ C tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả vào ban đêm. Còn ở miền Bắc thì nhiệt độ có thể hạ thấp đến 17 độ C từ tháng 1 tới tháng 3. Đó là lúc người dân miền Bắc mặc áo khoác dây, trời đặc biệt lạnh vào buổi sáng, thậm chí nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 10 độ C nữa. Đi về phía Bắc vào mùa đông, bạn còn có thể nhìn thấy tuyết hay là băng giá trên những vùng núi cao. Không biết là anh em miền Nam ngồi đây có khi nào thèm khát không khí lạnh ở miền Bắc vào những ngày đông không nhỉ? Theo giang hồ đồn thổi, thậm chí nhiều anh em còn sẵn sàng book vé máy bay để ra Bắc chơi một vài hôm chỉ để thưởng thức cái giá rét ngoài Bắc thôi đấy. Anh em nào có ý định này thì nhanh tay đăng ký ngay xuống dưới phần bình luận. Tôi một tình nguyện làm hướng dẫn viên dẫn các bạn đi ăn sập các món ngon miền Bắc trong mùa đông này. Ẩm thực. Để nói về điều này thì chúng ta hãy cứ lấy hai đại diện tiêu biểu của miền Bắc đó là Hà Nội, còn miền Nam là Sài Gòn để tiện so sánh nhé. Ẩm thực miền Bắc đặc trưng thể hiện rõ ở thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ của những món ngon miền Bắc. Người miền Bắc thường nấu ăn rất là thanh đạm, nhẹ nhàng, có vị chua nhẹ. Khi thưởng thức sẽ thấy đâu đó cái sự bình yên của thôn quê, nét văn hóa truyền thống nhẹ nhàng, êm ái. Các món đặc trưng của người miền Bắc có thể kể tới như là phở Hà Nội này, bún thang, bún chả, bún ốc, bánh tôm Hồ Tây, thịt đông, xôi cốm vòng, chả giò, miến xào cua bể. Ui ui, mùa đông đang tới rồi lại có cả món bánh sắn, ngô khoai nướng nữa. Nhắc tới là thèm các bạn ạ. Ai hay ăn vặt thì điểm danh xuống dưới bình luận nhé. Món ăn miền Bắc rất chú trọng vào những món ăn trong ngày lễ Tết. Phong tục luôn được gìn giữ, gửi gắm cả vào những món ngày Tết như bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, giò lụa. Một đặc trưng nữa rất Bắc Bộ đó chính là những món quà bánh. Đây không phải là những món ăn để no, mà nó đem lại cho người ta nhiều háo hức. Những công đoạn chuẩn bị như là vo gạo này, rửa thịt, rửa lá, gia đình quây quần đong gạo gói bánh. Ngồi bên nhau nghe những câu chuyện kể về ông bà dưới cái ánh lửa bập bùng. Chắc hẳn những chiếc bánh chưng truyền thống ngày Tết là những gì tuyệt vời nhất, không gì có thể thay thế được. Còn người miền Nam thì sao? Món ăn của người miền Nam thì rất đơn giản, ít cầu kỳ hơn so với miền Bắc. Tuy nhiên các món ăn cũng không kém phần hấp dẫn đâu. Con người nơi đây họ cũng rất thật thà giản dị. Những món ăn ở đây hết sức đa dạng, có thể nói là biến hóa với vị ngọt, vị cay và béo. Chè Sài Gòn được yêu thích cũng hấp dẫn với người dân cả ba miền. Các món ăn như là bánh in, bánh men, bánh ít, bánh bò, chè kiếm, chè chuối, chè xôi, nem nướng, cháo gà, gà rô ti đều sử dụng ít nước dừa hay là cốm dừa để tăng thêm vị béo, vị ngọt. Các món đặc trưng của miền Nam phải kể tới là cá lóc nướng chui, gỏi cuốn, bún mắm, hủ tiếu Nam Vang. Nghe thôi đã ngon rồi, tiếc là Top 1 chúng mình chưa được thử hết những món này. Bạn nào đã từng ăn hoặc đang ở miền Nam mà đã ăn những món này rồi thì nhớ review ngay ngay cho mọi người cùng biết nhé. Thưởng thức các món miền Nam bạn sẽ cảm thấy có cảm giác sông nước hoang dã, đơn giản nhưng hấp dẫn. Bạn có thể sẽ chưa quen với vị ngọt của các món ăn miền Nam vì họ thường cho đường hay nước dừa vào món ăn. Khi quen rồi, bạn sẽ thích với vị béo không ngậy, vị đậm miệng rất đặc trưng nơi đây. Tự hào là một con người đam mê bất tận với ẩm thực, Top 1 xin đính chính là ẩm thực miền Bắc, cụ thể là Hà Nội, rất đáng thử. Tiện đây thì Top 1 cũng tha thiết tìm kiếm một food reviewer có tâm tại Sài Gòn, dẫn đi khám phá thế giới ẩm thực tại đây ạ.
Và kế tới là một điểm khác biệt rất dễ thương mà Top 1 chúng mình tìm hiểu được qua các video clip của các bạn trẻ. Tình yêu của con trai Hà Nội và con trai Sài Gòn khác nhau như thế nào? Còn nhớ cách đây không lâu, trên mạng nổ ra một cuộc tranh luận rất là sôi nổi, bắt nguồn từ bình luận của một cô gái Sài Gòn. Đại ý rằng cô sẽ không yêu và lấy chồng người Hà Nội vì con trai miền Bắc rất gia trưởng, tính tình lại kỳ cục, khó ưa. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng cô gái này quá phiến diện, một chiều khi nhận xét như thế. Dù là con trai Hà Nội hay là con trai Sài Gòn thì ai cũng có những điểm tốt và điểm chưa tốt, chứ không ai hoàn hảo 100%. Có thể trong mắt con gái Sài Gòn, con trai Hà Nội chưa đủ tốt với họ và ngược lại. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, ấy là khi chàng trai đã đem lòng yêu một ai đó, họ sẽ luôn cố gắng hết mình vì tình yêu. Đầu tiên phải nói đến giai đoạn mới quen của các chàng trai. Con trai Hà Nội thường nhầm lẫn giữa việc tán tỉnh và thả thính, trong khi con trai Sài Gòn lại phân định rạch ròi hơn. Các chàng trai Sài Gòn cũng thả thính nhiều chẳng kém gì chị em. Đương nhiên rồi, khi họ vẫn còn chăn đơn gối chiếc thì họ hoàn toàn có quyền làm thế. Nhưng một khi đã xác định được cô gái mà mình muốn nghiêm túc cầm cưa thì con trai Sài Gòn chỉ tập trung tán tỉnh duy nhất một người đó mà thôi. Còn con trai Hà Nội lại khác nha. Họ khá mập mờ trong việc thả thính hàng loạt và rất khó chọn ra được người khiến mình toàn tâm toàn ý tán tỉnh. Chính vì thế mà họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cô gái tốt chỉ vì tâm lý con cá không bắt được là con cá rất to. Họ cứ thả và thả vì nghĩ rằng có người tốt hơn đang chờ đợi họ phía trước. Con trai Hà Nội đã thua con trai Sài Gòn 0-1 vì tính thiếu quyết đoán của mình rồi đấy. Thế nhưng về độ thu hút phái nữ thì con trai Hà Nội lại thắng đậm. Đơn giản vì những chàng trai Hà Nội bao giờ cũng có nét lãng tử, lạnh lùng hơn con trai Sài Gòn. Ở họ toát ra một loại khí chất bá đạo, các đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh, nam tính hơn, dễ dàng hấp dẫn những cô gái có trái tim yêu đuối, luôn mong muốn được che chở bởi một vòng tay mạnh mẽ. Trong khi đó, không thể phủ nhận con trai Sài Gòn lại khiến cho người đối diện luôn có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Giọng nói của họ thì đầm ấm mềm mại chứ không đao to búa lớn. Ở bên họ, các cô gái luôn được tận hưởng một bầu không khí ngọt ngào thân thiện. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng con trai Sài Gòn đã rất biết cách thu hẹp khoảng cách, con gái chẳng sợ ngại ngùng, không biết nói chuyện gì. Bạn thấy đấy, yêu con trai Hà Nội hay là con trai Sài Gòn cũng đều có những thú vị riêng, quan trọng là bạn hợp với kiểu người như thế nào. Bạn sẽ hạnh phúc nếu yêu một người có cùng sở thích, lối sống, suy nghĩ, nên đừng vì vài lời nhận xét phiến diện mà bỏ lỡ chàng trai tốt của cuộc đời mình. Yêu trai Bắc hay là trai Nam, hay là yêu trai Việt Nam hay là nước ngoài đều không quan trọng. Quan trọng là người yêu mình và khiến mình hạnh phúc các bạn ạ. Đông thì sắp tới rồi, mùa yêu thương đã về rồi, các thánh ế nhanh nhanh kiếm bồ đi nhé. 1001 câu nói ngắn gọn của bà mẹ miền Nam và miền Bắc đối lập thấy rõ. Từ đầu video tới giờ, Top 1 đã mạnh dạn chỉ ra 6 điểm khác biệt ấn tượng nhất giữa miền Bắc và miền Nam. Giờ lại xin phép chốt lại vấn đề một cách xúc tích bằng những phát ngôn mang tính dấu ấn của bà mẹ ở từng vùng miền mà anh em nào cũng từng nghe qua ít nhất một lần. Và chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra ngay và luôn. Khi gọi con dậy. Miền Nam. Sao mẹ gọi con mà con không có thưa vậy? Mẹ miền Bắc hò như hò đỏ, mới điếc à? Khi gặp người lớn. Con ơi! Con ra con chào chị Út để má con mình đi về nghe con. Bà nội sang chơi kìa. Mô. Khi nhắc nhở con. Mày mốt á là không có được nói vậy nghe chứ. Hư nha. Mày nói lại tao xem nào. Mày nói lại tao xem nào. Rút kinh nghiệm lần sau đừng quên con nhá. Đầu của mày để đâu đấy? Lần sau quên bấm thì nhịn. Bước. Lại bảo không đúng đi. Đúng là thô nhưng mà thật các bạn ạ. Mẹ miền Bắc mà nói nhẹ nhàng là có điểm rồi đấy. Đương nhiên là vẫn có trường hợp ngoại lệ. Thôi thì just for fun thôi mọi người nha. Các bạn thân mến, như vậy là trong ít phút ngắn ngủi vừa rồi, Top 1 đã điểm ra 1001 điểm khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Các bạn, hai miền ngồi đây, hãy kiểm chứng dùm Top 1 với nhé. Ngoài ra thì nếu như các bạn còn mò ra được điểm khác biệt nào ấn tượng giữa hai miền thì đừng quên comment phía dưới để mọi người cùng mở mang tầm mắt. Và nếu cảm thấy video này thú vị hay ho thì đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách rất đơn giản, đó là like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!